Madrid phần trình diễn của Javi William tại lễ khai mạc World Cup sau sự cố. Trong lễ khai mạc World Cup vào giữa tháng 6 vừa qua, Javi William bỗng trở nên đắt sâu. Vừa kết thúc tour diễn cùng Taylor Swift, anh lại là khách mời phỏng vấn trên BBC Radio 2 ngày 1.7. Khác với dự đoán của nhiều người, ngựa hoang Javi William tỏ ra vô cùng thân thiện khi chia sẻ về gia đình và vấn đề sức khỏe. Lần đầu tiên trên truyền thông, thủ lĩnh nhóm Texas thừa nhận bản thân mắc hội chứng ASEA, rối loạn phát triển hoặc tự kỷ những chứng rối loạn làm ảnh hưởng tới kỹ năng xã hội của người bệnh, thuộc phổ nhẹ của bệnh tự kỷ. Có điều gì đó còn thiếu trong tôi. Tôi có rất nhiều điểm mù khổng lồ. Có lẽ tôi mắc hội chứng ASEA, rối loạn phát triển hoặc tự kỷ. Tôi không biết mình ở ngưỡng nào của bệnh, anh nói. Trước đó, Javi William nhiều lần chia sẻ anh trải qua một quãng thời gian dài chống trầm cảm và đối mặt với chứng nghiện rượu, chất kích thích. Ca sĩ 44 tuổi cho rằng nguyên nhân anh mắc bệnh là tuổi thơ khốn khó, nỗ lực vươn lên thất bại. Nhiều người cho rằng anh đang cố gắng giải thích thêm cho hành động phản cảm của mình ở lễ khai mạc WC 2018. Sau cuộc phỏng vấn, Javi William nhận được nhiều ý kiến đồng cảm và lời động viên từ người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng nam ca sĩ chỉ đang lấy lòng dư luận, biện hộ thêm cho hành động giơ ngón tay thối ở lễ khai mạc World Cup ngày 14.6. Một ngày sau đó, kênh Fox phát trực tiếp đêm khai mạc đã phải gửi thông cáo xin lỗi khán giả. Trong khi đó, Javi William cũng nhanh chóng giải thích hành động đó là cách anh ra dấu hiệu thời gian với khán giả. Khi đó anh cảm thấy chịu nhiều áp lực khi chỉ còn một phút để biểu diễn trước giờ bóng lăn. Javi được mệnh danh ngựa hoang vì tài năng và tai tiếng luôn song hành. Javi William sinh năm 1974 tại Anh. Anh là thành viên ban nhạc Texas giai đoạn 1990, 1995 và 2009-2012. Trong sự nghiệp, Javi William từng nhiều lần gây sốc. Ca sĩ sinh năm 1974 được truyền thông Anh Quốc gọi là ngựa hoang bởi tính cách bất cần cùng nhiều phát ngôn ngông cuồng, hành động lố lăng. Nổi bật là xu hướng khoe thân thể. Javi William khỏa thân nhân dịp ra mắt đĩa nhạc E Cap On Ozzy năm 2002. Anh thoát y tại tiệc sinh nhật của Elton John năm 2007 và nhiều lần cởi đồ trên các tạp chí. Gần nhất, ca sĩ không mặc quần áo, dùng tay che bộ phận nhạy cảm trên bìa tờ Attitude của anh năm 2016. Ngoài ca hát, Javi William có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Javi William kết hôn diễn viên người Mỹ, Ada Finn và có hai con. Javi William nhiều lần thừa nhận 49.50% con người anh khao khát yêu đương đồng giới. Anh cũng là ngôi sao tích cực ủng hộ cộng đồng LGBT. Trong nhiều bài phỏng vấn, anh tâm sự mình cô đơn và luôn cố gắng tìm kiếm tình yêu thực sự. Tách, World Cup.